Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test chim đi đầu năm model là AVC3500 nha. Mặt premium và màn chanh, có cái đó cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV. Rồi đây là cổng DVD cổng quang nha. Volume từng cái loa, chỉnh bass chép. Cổng CD là cổng analog. Chính là center, loa surround, loa surround, 7 loa hoạt động ok, cổng quang tín hiệu từ Smart TV và cổng analog trên nhạc từ đầu đĩa, toàn bộ sắt cắm mạ vàng, đầu nông AVC 3500, điện 100V, công suất là 310W, máy tính ra băng.